Theo thông báo ngày 28 tháng 8 của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Ả Rập Xê Út vừa phát hiện thêm 8 trường hợp nhiễm MERS-CoV, virus gây hội chứng viêm đường hô hấp ở Trung Đông. Trong số các trường hợp lây nhiễm mới có 2 người là nam giới, sống tại thủ đô Riyadh và đã tử vong dù được điều trị. 6 người còn lại gồm 3 phụ nữ và 3 nam giới, sống ở Riyadh hoặc ở khu vực Asia thuộc miền Nam, từng tiếp xúc với nguồn lây bệnh. Ả Rập Xê Út là nước bị virus MERS-CoV hoành hành mạnh nhất. Tính đến nay, virus này đã cướp đi 49 sinh mạng trong tổng số 102 trường hợp lây nhiễm trên toàn cầu. Một loạt các vụ đánh bom xe và tấn công khác trên khắp thủ đô Baghdad ngày hôm qua đã giết chết 86 người và làm bị thương 263 người, mở rộng làn sóng bạo lực phe phái tồi tệ nhất ở Iraq trong vòng ít nhất 5 năm qua. Hiện chưa rõ ai thực hiện các vụ tấn công, trong đó nhiều vụ được thực hiện phối hợp, nhưng quân nổi dậy Hồi giáo dòng Sunni, bao gồm cả Al-Qaeda, trực thuộc nhà nước Hồi giáo Iraq, đã tăng cường đáng kể các vụ đánh bom trong năm nay. Hơn 2 năm nội chiến ở nước láng giềng Syria cũng đã làm trầm trọng thêm sự chia rẽ bè phái có nguồn gốc sâu xa ở quốc gia Trung Đông này. Cùng ngày tại Tây Nam Trung Quốc, một trận động đất mạnh 5,1 độ Richter đã làm rung chuyển tỉnh Vân Nam và tỉnh Tứ Xuyên. Theo Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc, tâm chấn của cơn địa chấn ở độ sâu 9 km. Tuy không gây thương vong, song trận động đất đã gây hư hại nhiều nhà cửa và cắt đứt giao thông đường bộ cũng như liên lạc ở khu vực này. Chính quyền tỉnh Vân Nam ngay sau đó đã ban bố lệnh khẩn cấp cấp 4, điều động lực lượng cứu hộ tới các khu vực trên. Khoảng 200 lều bạt, 600 chăn và 12 tấn ngũ cốc cũng đã được gửi tới cứu trợ vùng thiên tai.